Xin chào, tiếng kêu thảm thiết của Jun Farhan vang vọng từ ký túc xá 410 của Đại học Quốc phòng Malaysia. Vài người đàn ông bao vây anh ta, dùng bàn là nóng rực ấn lên người Jun Farhan một cách tàn nhẫn. Sự tra tấn kéo dài suốt 10 ngày, để lại trên cơ thể của anh hơn 90 vết bỏng. Cuối cùng, Jun Farhan đã chết trong đau đớn. Vụ án này rõ ràng bằng chứng không thể chối cãi. Tuy nhiên, việc 6 bị cáo có bị kết án tử hình hay không lại trải qua nhiều sóng gió. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào năm đó? Tiếp theo, hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2017 để cùng nhìn lại vụ án giết người tàn bạo này. Đại học Quốc phòng Malaysia, tọa lạc tại doanh trại Sungai Besi, Kuala Lumpur, tiền thân là Học viện Lực lượng Vũ trang Malaysia, trực thuộc lực lượng vũ trang, chuyên đào tạo sĩ quan và chuyên gia quốc phòng. Trường cung cấp nhiều chương trình học thuật từ bậc đại học đến sau đại học, bao gồm quản lý, khoa học, công nghệ thông tin v.v. Sau 4 đến 5 năm học tập và rèn luyện, học viên sẽ được phong quân hàm sĩ quan và phải phục vụ trong quân đội 10 năm. Có thể nói, chỉ cần vào được Đại học Quốc phòng là coi như đặt một chân vào quân đội rồi. Nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay là Jun Farhan Osman Zulkarnain. Cậu là sinh viên năm 3 ngành kỹ thuật điện của Đại học Quốc phòng, sinh ngày 29 tháng 11 năm 1996, là con trai cả trong gia đình. Từ nhỏ, Jun Farhan đã ngoan ngoãn nghe lời, quan hệ với gia đình và hàng xóm láng giềng rất tốt. Theo lời của mẹ Jun Farhan, bà Osman, trước khi sinh ra Jun Farhan, bà đã từng bị sảy thai 2 lần. Vì vậy, sự ra đời của Jun Farhan khiến cả gia đình vô cùng hạnh phúc và vui mừng. Vì thế, cậu được đặt tên là Jun Farhan. Mặc dù gia đình không phải là giàu có, nhưng cuộc sống rất đầy đủ và êm ấm, lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Jun Farhan luôn ấp ủ ước mơ trở thành quân nhân. Cậu mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành thuyền trưởng của một tàu hải quân và luôn nỗ lực vì điều đó. Đáng tiếc, trong thời gian học trung học, Jun Farhan đã không thi đỗ vào Học viện Quân sự Hoàng gia, nên đành chọn học tại một trường đại học khác ở Soho. Tuy nhiên, khi đang theo học tại đây, Jun Farhan vẫn không từ bỏ giấc mơ trở thành sĩ quan. Cậu ngỏ lời với mẹ muốn sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục học thêm vài năm tại Đại học Quốc phòng. Điều này khiến mẹ của cậu tức giận đến mức 3 ngày không thèm nói chuyện với con trai. Lý do là bởi vì bà có thêm một người em trai đã mất khi đang phục vụ trong quân đội. Bà hiểu rõ cuộc sống trong quân ngũ khắc nghiệt như thế nào, xin nghỉ phép cũng khó khăn, nên không muốn con trai của mình phải chịu khổ. Nhưng trước sự cầu xin tha thiết của con trai, cuối cùng bà cũng mềm lòng đồng ý. Khi đưa con trai đi khám sức khỏe, làm thủ tục nhập học, nhìn thấy niềm vui ánh lên trong mắt con, bà Osman tin rằng lựa chọn của mình là đúng. Bà còn dặn dò Jun Farhan nên kết bạn nhiều hơn khi ở trường, bởi vì bạn bè của con sau này đều là sĩ quan, biết đâu trong số đó lại có người thăng tiến nhanh chóng. Năm 2017 tại Malaysia, Jun Farhan gọi điện về cho mẹ và nói rằng mình không thể về nhà được. Giọng nói của cậu qua điện thoại nghe yếu ớt và mệt mỏi. Bà mẹ lo lắng hỏi con trai, có phải bị ốm hay có chuyện gì không? Jun Farhan đáp, không sao đâu mẹ hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Nói xong, cậu cúp máy. Đó cũng là lần cuối cùng bà Osman được nghe thấy giọng nói của con trai mình. Vài ngày sau, ông Irit, cha của Jun Farhan, nhận được một cuộc gọi. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là sĩ quan của Đại học Quốc phòng. Người đó nói, con trai của ông đã mất. Ông Irit im lặng hồi lâu rồi mới hỏi lại, con trai tôi đã xảy ra chuyện gì vậy? Viên sĩ quan đáp, cậu ấy bị bỏng chết. Đồng thời, cung cấp số hiệu quân nhân và số chứng minh nhân dân của Jun Farhan. Người cha bàng hoàng, cả gia đình vội vã đến bệnh viện Sở Đang cách đó 300 km. Nhưng khi họ đến bệnh viện lúc 3 giờ sáng, một số sĩ quan của Đại học Quốc phòng đã chặn lại và không cho họ gặp thi thể của Jun Farhan. Sau 6 tiếng đồng hồ chờ đợi trong đau khổ, cuối cùng họ cũng được gặp con trai. Khuôn mặt của Jun Farhan có một vài vết thương, cơ thể được phủ kín bằng vải trắng. Dù gia đình có gọi thế nào, Jun Farhan cũng không hề phản ứng. Bà Osman, mẹ của Jun Farhan, run rẩy nói, chúng tôi yêu cầu được nhìn toàn bộ thi thể của con trai mình. Các sĩ quan đồng ý và kéo tấm vải trắng che trên người Jun Farhan xuống. Quang cảnh trước mắt khiến bố mẹ cậu suy sụp hoàn toàn. Toàn thân Jun Farhan bị bỏng 80% với 90 vết bỏng, trong đó có 59 vết bỏng độ 2 và 29 vết bỏng độ 3. Trên khắp cơ thể, thậm chí cả vùng kín, đều có những vết bỏng rõ ràng.
dịch cơ thể rỉ ra từ các vết thương. Da đầu của Jun Fahan bị sưng tấy, má trái có vết cào, xương sườn bên trái bị gãy. Nguyên nhân cái chết được xác định là do đa chấn thương do bỏng nặng. Theo điều tra pháp y sau đó, có khả năng hung thủ đã nhiều lần dùng bàn là dí vào cùng một vị trí trên cơ thể nạn nhân. Vì vậy, số lượng vết bỏng có thể còn nhiều hơn 90. Hung khí được sử dụng là một chiếc bàn ủi hơi nước. Khi hoạt động, vòi phun của chiếc bàn ủi sẽ liên tục phun ra hơi nước có nhiệt độ lên tới hàng trăm độ C. Hung thủ đã dùng chính chiếc bàn ủi này để hành hạ Jun Fahan hơn 90 lần. Điều đáng chú ý là hung thủ lại là chính bạn học của Jun Fahan, cũng là sinh viên của Đại học Quốc phòng. Điều khiến dư luận càng thêm phẫn nộ là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng man dợ này chỉ đơn giản xuất phát từ lời phán của một thầy phù thủy. Vụ án giết người tàn nhẫn trên sau khi được đưa lên báo chí đã khiến cả đất nước Malaysia bàng hoàng. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, triệu tập 36 sinh viên từ Đại học Quốc phòng và Đại học Năng lượng Quốc gia để thẩm vấn. Dần dần, với những lời khai của một số sinh viên, diễn biến vụ án giết hại Jun Fahan được hé lộ. Vào tháng 5 năm 2017, Akman, một sinh viên 21 tuổi của Đại học Quốc phòng, đã phát hiện chiếc máy tính xách tay mới mua của mình đã không cánh mà bay. Anh tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Lúc này, Asirab, bạn của Akman, đã đưa ra một ý tưởng được cho là sáng suốt. Anh ta nói rằng cha mình là một thầy phù thủy, chỉ cần thầy soi một cái là biết ngay máy tính đang ở đâu. Sau đó, hai người đã gọi điện cho thầy phù thủy và cung cấp danh sách những người mà họ nghi ngờ là kẻ trộm. Vị thầy phù thủy này, sau một hồi cầu khấn, tuyên bố rằng ông ta đã nhận được một chỉ dẫn. Cái tên Jun Fahan hiện lên trong tâm trí của ông. Ông ta khẳng định chính Jun Fahan là kẻ đã lấy cắp máy tính. Chắc các bạn sẽ hỏi, lời thầy phù thủy nói mà họ cũng tin hay sao? Sự thật là họ thực sự tin vào điều đó. Akman nghe xong liền nổi cơn tỉnh lộ, lập tức dẫn người đi tìm Jun Fahan. Cha hỏi Jun Fahan có phải đã ăn cắp máy tính hay không. Jun Fahan ngơ ngác, máy tính nào, tôi không biết gì cả. Chưa kịp giải thích gì thêm, ngay lập tức những cú đấm đã giáng xuống người cậu. Sau đó, Jun Fahan bị một nhóm người lao vào đánh đập một cách dã man. Cậu bị đánh oan uổng một cách khó hiểu. Trên thực tế, trong thời gian học tập tại Đại học Quốc phòng, Jun Fahan đã đôi lần tâm sự với mẹ về việc bị bạn bè bắt nạt ở trường. Nhưng lúc đó, bà Osman đã không để tâm đến những lời tâm sự đó của con trai, chỉ nghĩ đơn thuần là do các chàng trai trẻ tuổi hiếu thắng, nông nổi nhất thời. Vì vậy, có thể nói rằng những hành vi bạo lực mà Jun Fahan phải gánh chịu có thể đã bắt đầu từ đó. Sau khi bị đánh, Jun Fahan đã không nói bất kỳ với ai. Cậu không muốn liên lụy đến người khác, cũng không muốn gia đình phải lo lắng cho mình. Một tuần trôi qua, khi Jun Fahan tưởng rằng mọi chuyện đã qua, thì một sinh viên đến tìm cậu và nói rằng có người đang tìm cậu, Akman muốn giải quyết dứt điểm chuyện máy tính bị mất. Cậu đến ký túc xá 410 đi, Akman muốn nói chuyện với cậu. Jun Fahan hiểu rõ rằng bây giờ có trốn tránh thì sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tìm đến. Cậu đành nghiến răng tiến về ký túc xá 410. 3 giờ sáng ngày 21 tháng 5 năm 2017, Jun Fahan đẩy cửa phòng 410. Bên trong là một đám người hung hãn khoảng mười mấy người. Những lời lăng mạ của Akman và đồng bọn nhanh chóng chuyển thành bạo lực. Dù Jun Fahan từng là một động viên taekwondo, nhưng một mình cậu không thể chống lại cả một đám đông hung hãn như vậy. Bọn chúng dùng thắt lưng, móc áo, ống cao su v.v. Bất cứ thứ gì có thể tìm thấy trong phòng đều trở thành vũ khí tấn công Jun Fahan. Sau khi bị đánh đập dã man, bọn chúng còn lột quần áo của Jun Fahan để làm nhục cậu. Tại Đại học Quốc phòng, việc dùng bạo lực để ép cung những người bị nghi ngờ là kẻ trộm dường như đã trở thành một truyền thống. Ấy vậy mà bọn chúng vẫn chưa thỏa mãn. Một trong những kẻ tấn công, Ali, đã tìm thấy một chiếc bàn ủi hơi nước và ra lệnh cho Akman và đồng bọn dùng chiếc bàn ủi đó dí lên người của Jun Fahan, giống như hình phạt tra tấn bằng cách rú bàn ủi nóng vào da thịt trong các bộ phim cổ trang. Cơn đau đớn tột cùng khiến Jun Fahan gần như bất tỉnh. Cuộc tra tấn kéo dài từ 3 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Sau đó, bọn chúng nhốt Jun Fahan trong phòng 410. Đến 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, bọn chúng lại tiếp tục tra tấn Jun Fahan cho đến tận 5 giờ 45 phút. Vết bỏng nghiêm trọng có thể gây tổn thương đến cơ và thậm chí là xương. Dịch cơ thể liên tục rỉ ra từ các vết thương. Ngay cả khi được đưa đi cấp cứu kịp thời, Jun Fahan cũng khó lòng qua khỏi. Huống hồ, bọn chúng còn tiếp tục giam giữ cậu trong phòng. Trong thời gian này, nhiều sinh viên đi ngang qua đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản.
một người bạn của Zulfahan đã vô tình nhìn thấy tình trạng thê thảm của cậu. Quá hoảng sợ, người bạn này đã bí mật viết một bức thư nặc danh gửi cho một vị đại úy trong trường. Trong thư có đề cập đến việc có người trong phòng 410 đang cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Tưởng chừng như nhà trường sẽ vào cuộc, nhưng không ngờ bức thư đó sau đó lại xuất hiện trong nhóm chat của trường. Điều này khiến tình cảnh của Zulfahan càng trở nên nguy hiểm hơn. Băng nhóm bắt nạt đã chuyển Zulfahan đến Đại học Năng lượng Quốc gia và trở lên hung hãn hơn vì hành vi phản bội này. Dưới sự tra tấn dã man, Zulfahan buộc phải thừa nhận mình đã ăn cắp máy tính trong thời gian bị giam cầm. Zulfahan đã gọi điện cho bạn gái của mình Jamian và nói rằng: "Anh bị ốm, anh muốn nói với em một số chuyện, nhưng em nhất định không được nói với ai khác. Có người nói rằng anh đã lấy cắp máy tính của họ và đánh anh. Nhưng anh không hề lấy, họ không thèm nghe anh giải thích." Bạn gái lo lắng hỏi: "Ai đã đánh anh? Họ đánh anh khi nào? Bây giờ thì anh đang ở đâu?" Zulfahan chỉ nói một câu: "Rất nhiều người", rồi không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào nữa. Nghe những lời đó của bạn trai, cô gái trẻ không hề tiết lộ với ai về việc Zulfahan bị đánh, mà âm thầm giúp anh tìm ra ai là người đã lấy cắp máy tính. Trước khi tháng Ramadan năm 2017, tức là từ tối ngày 26 tháng 5 đến ngày 24 tháng 6, bắt đầu, Zulfahan đã gặp bạn gái lần cuối. Đây là một ngày lễ rất quan trọng ở Malaysia, tương đương với Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Đại học Quốc phòng cũng cho sinh viên nghỉ lễ để về quê. Lúc này, Zulfahan mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay có vẻ bị sưng. Vì khi tra tấn, bọn chúng cố tình không dí bàn ủi vào mặt Zulfahan, nên bạn gái của cậu đã không nhận ra rằng Zulfahan thực chất đã rất nguy kịch. Zulfahan nói với bạn gái rằng mình chỉ bị thương nhẹ, cần nghỉ ngơi và sẽ không về nhà trong kỳ nghỉ này, mà sẽ đi chơi với bạn bè. Cuối cùng, Zulfahan dặn dò bạn gái hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Đến ngày 27 tháng 5, tình trạng của Zulfahan trở nên tồi tệ hơn, cơ thể ngày càng suy yếu, các vết thương không thể lành lại. Hoảng sợ, Akman và đồng bọn vội vã đưa Zulfahan đến một phòng khám gần đó. Vị bác sĩ khi nhìn thấy vết thương đã vô cùng kinh hãi và yêu cầu họ lập tức đưa Zulfahan đến bệnh viện sơ đàng. Vết thương như vậy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Akman và đồng bọn vẫn tiếp tục nói dối. Bọn chúng nói rằng Zulfahan bị thương do một vụ nổ trong lúc huấn luyện. Chúng không muốn để nhiều người biết chuyện này vì sợ Zulfahan sẽ xấu hổ, vì vậy đã yêu cầu bác sĩ chỉ sơ cứu vết thương. Sau khi băng bó vết thương xong, bác sĩ hỏi có cần gọi xe cấp cứu hay không. Bọn chúng nói rằng chúng có xe. Vị bác sĩ lại hỏi gia đình bệnh nhân có biết chuyện này hay không. Zulfahan bị đe dọa nên buộc phải nói: "Bác sĩ, đừng gọi cho gia đình tôi. Mẹ tôi sức khỏe yếu, tôi không muốn bà biết chuyện này." Lúc này, Zulfahan vẫn còn tỉnh táo và có thể tự cởi quần áo để bác sĩ kiểm tra. Cuối cùng, vị bác sĩ đã viết một giấy chuyển viện và để họ đưa Zulfahan đi. Không ngờ, chỉ 4 ngày sau, vào ngày 31 tháng 5, bọn chúng lại lén nút đưa Zulfahan đến bệnh viện. Lần này, tình trạng của Zulfahan đã tồi tệ hơn rất nhiều. Cậu bị mất nước, thoi thóp, thậm chí không thể tự cởi quần áo. Trong quá trình kiểm tra, Zulfahan đã nôn mửa nhiều lần. Bác sĩ hỏi, tại sao các anh không đưa bệnh nhân đến bệnh viện sơ đàng? Zulfahan yếu ớt nói, hãy giúp tôi băng bó vết thương, bây giờ tôi thậm chí còn không thể đi nổi. Cứ băng bó cho tôi đi, xong tôi sẽ đến bệnh viện. Bác sĩ tiếp tục kiểm tra huyết áp, máu và tim v.v. của Zulfahan, nhưng không phát hiện thấy điều gì nghiêm trọng, vì bác sĩ lại để bọn chúng đưa Zulfahan đi. Tối hôm sau, Sophie, kẻ được giao nhiệm vụ chăm sóc Zulfahan, đang định đi mua nước điện giải thì Zulfahan lại nôn mửa. Trong lúc đang lau dọn những thứ mà Zulfahan vừa nôn ra, Sophie nghe thấy cậu thều thào: "Em nhớ bố mẹ em muốn xin lỗi họ." Sophie đáp: "Nếu muốn, em có thể gọi điện cho họ." Nào ngờ, Zulfahan lại nói rằng cậu không muốn làm phiền bố mẹ, không muốn họ phải lo lắng cho mình. Nhớ lại rằng mình đã từng đến nhà của Zulfahan chơi và quen biết gia đình cậu, Sophie an ủi: "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Đến đây, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng Sophie là một người tốt. Nhưng không, hắn cũng là một trong những kẻ chủ mưu trong vụ tra tấn dã man này. Một số vết bỏng trên cơ thể của Zulfahan là do chính tay Sophie gây ra. Một lúc sau, Sophie nhận thấy cơ thể của Zulfahan nằm im thin thít, không còn cử động. Sophie hoảng hốt gọi to, nhưng không thấy Zulfahan phản ứng. Hắn ta vội vã gọi xe cấp cứu. 9 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 6 năm 2017, bệnh viện Serang tuyên bố
Zulfahan đã tử vong sau khi các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bất thành. Vụ việc đã gây chấn động dư luận Malaysia. Theo thông tin ban đầu, có đến 2 đến 30 sinh viên có liên quan đến vụ hành hạ Zulfahan. Sau quá trình điều tra, đến ngày 14 tháng 6, cảnh sát đã chính thức truy tố 19 sinh viên của Đại học Quốc phòng đều 21 tuổi, trong đó 6 bị cáo bị cáo buộc tội giết người. Tại phiên tòa, 19 bị cáo được yêu cầu tự bào chữa. Tòa án cũng đã triệu tập 20 nhân chứng ra làm chứng, trong đó có bạn gái của Zulfahan, sinh viên đã viết thư nạc danh và cả người cha thầy phù thủy của Asirab. Ông ta kể với thẩm phán về việc mình đã soi ra Zulfahan là kẻ trộm như thế nào. Ông ta cũng khẳng định đã dặn dò Ackman và đồng bọn không được dùng bạo lực, rõ ràng là ông ta không muốn phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Trong suốt quá trình ông ta khai báo, từ hàng ghế dự khán liên tục vang lên những tiếng cười nhạo báng. Đúng là thầy phù thủy cao tay, ông giỏi thật đấy. 19 bị cáo đều bác bỏ mọi cáo buộc. Bọn chúng khai rằng chỉ muốn dạy cho Zulfahan một bài học, chứ không hề có ý định giết người. Bọn chúng còn cho rằng sau khi bị dí bàn ủi, trên người của Zulfahan không hề xuất hiện vết sẹo nào. Vì vậy, bọn chúng cho rằng hành vi của mình không có gì nghiêm trọng. Sophie còn quay sang xin lỗi bố mẹ của Zulfahan. Hắn ta nói rằng mình vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Zulfahan vào năm 2014. Lúc đó, hai người là bạn tốt của nhau. Hắn ta khai rằng khi dùng bàn ủi, hắn ta không hề dí vào người Zulfahan mà chỉ lướt nhẹ qua, giả vờ cho có lệ. Hắn ta cũng khai rằng chính hắn là người đã chăm sóc cho Zulfahan, ở bên cạnh Zulfahan cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu. Điều đáng chú ý là những lời lẽ xảo biện đó của bọn chúng lại có tác dụng. Trong số 19 bị cáo, một người đã được tha bổng, 12 bị cáo bị kết tội cố ý gây thương tích, lĩnh án 3 năm tù giam, 6 bị cáo chính bị kết tội ngộ sát, lĩnh án 18 năm tù giam. Thẩm phán cho rằng, mặc dù bên công tố đã chứng minh được các bị cáo cố ý dùng bàn ủi gây thương tích nghiêm trọng cho Zulfahan, nhưng không thể chứng minh được bọn chúng có ý định giết người. Mặc dù vết bỏng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân, nhưng hành vi của các bị cáo không cấu thành tội giết người có chủ đích. Bản án này đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía gia đình nạn nhân và dư luận xã hội. Bà Osman, mẹ của Zulfahan cho biết, bà đã bị đục thủy tinh thể nghiêm trọng do khóc quá nhiều. Bây giờ, bà không dám để các con rời xa mình nửa bước, ngay cả khi các con đi học, gia đình của bà vốn đã không khá giả. Cái chết của con trai cả càng khiến cuộc sống của họ thêm phần khó khăn. Điều khiến dư luận thêm phẫn nộ là khi bản án 18 năm tù được tuyên, các bị cáo chính lại tỏ ra vui mừng, họ nói cười rôm rả chúc mừng nhau. Nhiều người phỏng đoán rằng chỉ cần thoát tội chết, gia đình của bọn chúng sẽ tìm cách trị án và có thể bọn chúng sẽ không phải ngồi tù hết 18 năm. Hơn nữa, trong số những kẻ phạm tội, chỉ có duy nhất một gia đình đến xin lỗi Zulfahan. Tất cả mọi người đều cho rằng 6 bị cáo chính hoàn toàn không hề ăn năn hối cải. Bản án quá nhẹ sẽ không thể khiến bọn chúng quay đầu là bờ. Bố mẹ của Zulfahan quyết định kháng cáo. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2024, tòa phúc thẩm đã đưa vụ án ra xét xử lại. Bên công tố đề nghị kết tội giết người đối với 6 bị cáo và xét xử mức án tử hình. Phó công tố viên cũng đề nghị tăng án đối với 12 bị cáo còn lại từ 3 năm tù lên mức tối đa là 7 năm tù để răn đe. Bởi vì các nhân chứng trong vụ án này đều khai rằng họ đã không dám ra tay cứu giúp Zulfahan vì sợ bị trả thù. Nói cách khác, bắt nạt là một vấn nạn phổ biến ở Đại học Quốc phòng. Trong khi đó, bên bảo chữa cho rằng mức án 18 năm tù đã là quá nặng. Họ cho rằng việc dùng bàn ủi dí vào người Zulfahan không hề coi là một hành vi giết người có chủ đích. Các bị cáo không hề có ý định giết Zulfahan và thậm chí còn đưa cậu đến phòng khám để điều trị. Vì vậy nên cho họ một cơ hội giảm án xuống còn 12 năm tù. Thậm chí, một luật sư còn đổ lỗi cho nạn nhân. Ông ta cho rằng Zulfahan đã có nhiều cơ hội để được điều trị, nhưng cậu đã không chủ động yêu cầu được đưa đến bệnh viện lớn và cũng không gọi điện cho gia đình hoặc báo cảnh sát. Ông ta cho rằng cái chết của Zulfahan không thể hoàn toàn đổ lỗi cho các bị cáo. Lập luận trên đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía thẩm phán và bên công tố. Bên công tố cho rằng lý do khiến các bị cáo đưa Zulfahan đến phòng khám chỉ là vì sợ sự việc bị bại lộ và bị pháp luật trừng trị. Nếu họ thực sự muốn cứu Zulfahan, tại sao họ lại không nghe theo lời khuyên của bác sĩ và đưa cậu đến bệnh viện sơ đang? Cuối cùng, sau 2 tháng xét xử, vào ngày 23 tháng 7 năm 2024,
tòa phúc thẩm đã tuyên bố hủy bỏ bản án 18 năm tù giam đối với 6 bị cáo chính, thay vào đó là mức án treo cổ. Đồng thời, mức án 3 năm tù giam của 12 bị cáo còn lại cũng được tăng lên 4 năm. Thẩm phán Hadia cho biết, vị thẩm phán trước đó đã tập trung vào việc xác định vết thương chí mạng trên cơ thể của Zulfahan để phán quyết xem các bị cáo có cố ý giết người hay không, trong khi trọng tâm của vụ án này là liệu các bị cáo có ý định giết người hay không. Ví dụ, một người nào đó đấm đá người khác, vô tình đánh trúng điểm yếu khiến người đó tử vong, thì có thể bị kết tội ngộ sát. Nhưng nếu người đó trực tiếp rút súng bắn chết người khác, thì dù có bắn trúng chỗ hiểm hay không, cũng phải bị kết tội giết người. Việc có sử dụng vũ khí chết người và có ý định giết người hay không là mấu chốt của vụ án. Trong bản án này, bản là vật dụng có thể gây chết người và thuộc trường hợp tra tấn. Các bị cáo đã có tổ chức, có kế hoạch, giam giữ và tra tấn Zulfahan trong một thời gian dài, đồng thời không muốn đưa cậu đến bệnh viện lớn để điều trị. Điều này cho thấy rõ ràng họ có ý định giết người, thậm chí còn độc ác hơn cả một vụ giết người thông thường. Sau khi gây án, bọn chúng không hề tỏ ra hối hận mà còn chối tội. Tính chất tàn nhẫn của vụ án là không thể chấp nhận được và cực kỳ hiếm gặp. Do đó, thẩm phán Hadia cho rằng việc đưa 6 bị cáo chính lên giá treo cổ là hình phạt thích đáng nhất. Điều đáng chú ý, Ali là kẻ đã đề nghị dùng bàn là để tra tấn Zulfahan là một kẻ rất xảo quyệt. Hắn ta luôn tránh chạm vào Zulfahan, thay vào đó là xúi dục 5 người còn lại hành hạ nạn nhân. Có lẽ hắn ta nghĩ rằng làm như vậy sẽ thoát tội, nhưng tòa án đã không để hắn ta tỏa nguyện. Hắn ta đã bị kết tội giết người và lĩnh án tử hình cùng với 5 bị cáo còn lại. Sau khi nghe tuyên án tử hình, bố mẹ của Zulfahan đã quỳ sụp xuống cảm tạ thẩm phán. Tuy nhiên, trên thực tế, các bị cáo vẫn còn cơ hội kháng cáo hoặc xin đơn xá. Ủy ban Nhân quyền Malaysia đã phát đi thông cáo gửi lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình Zulfahan, nhưng quyên quyết phản đối án tử hình. Họ cho rằng bản án tử hình là hình phạt không thể đảm bảo công bằng tuyệt đối và không cho người phạm tội cơ hội cải tạo bản thân. Họ cho rằng đây là hình phạt vô nhân đạo. Một tổ chức nhân quyền quốc tế khác, tổ chức ân xá quốc tế, cũng lên án tử hình, cho rằng không tội ác nào đáng bị trừng phạt bằng cái chết. Án tử hình chỉ khiến nỗi đau kéo dài và bạo lực không thể dừng lại. Một số người lại cho rằng nguyên nhân đằng sau vụ án là do ban lãnh đạo của nhà trường thiếu sót trong việc quản lý, giám sát, làm ngơ cho hành vi bắt nạt diễn ra tràn lan. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của Đại học Quốc phòng, nhà trường đã không bị xử lý nghiêm minh. Cũng không ai biết tình trạng bạo lực học đường trong trường có được cải thiện hay không. Sau khi án tử hình được tuyên, gia đình của 6 bị cáo đã tìm đến bố mẹ của Zulfahan để xin lỗi và mong được tha thứ. Tuy nhiên, bố mẹ của Zulfahan kiên quyết từ chối, bởi vì trước khi án tử hình được tuyên, họ chưa từng nhận được lời xin lỗi nào từ gia đình của các bị cáo, giờ đã quá muộn. Tuy nhiên, với việc nhiều bên lên tiếng phản đối án tử hình, chưa thể khẳng định liệu vụ án có bị thay đổi hay không, chúng ta chỉ có thể chờ đợi cho đến khi 6 bị cáo bị thi hành án. Bản án tử hình dành cho 6 kẻ thủ ác đã được tuyên, khép lại vụ án Zulfahan chấn động Malaysia. Người ta thở phào nhẹ nhõm vì công lý đã được thực thi, kẻ có tội phải để tội. Nhưng đâu đó, trong những câu chuyện xì xào bàn tán, vẫn còn đó những luồng ý kiến trái chiều. Có người lắc đầu ngao ngán, tử hình rồi thì cũng có ích gì, Zulfahan cũng đâu thể sống lại. Họ cho rằng, thay vì trừng phạt bằng cái chết, nên cho bọn trẻ một cơ hội để cải tạo, để trục lại lỗi lầm. Liệu án tử hình có thực sự mang lại sự ngăn chặn cho những hành vi tàn bạo như thế này hay không? Người ta lại bàn tán xôn xao về trách nhiệm của nhà trường. Loại trưởng quân đội nghiêm khắc mà lại để ra nông nỗi này, quản lý lòng nẻo chứ còn gì nữa. Nhưng cũng có người lắc đầu. Nói thì dễ, nhưng đâu phải trách nhiệm thuộc về nhà trường hoàn toàn. Gia đình bọn nhỏ kia dạy dỗ kiểu gì mà ra nông nỗi này. Người ta thương cảm cho gia đình Zulfahan mất đi đứa con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo. Nhưng có người cũng buông lời chua chát. Ngày xưa nó bị bắt lạt, sao gia đình không để tâm hơn, lại để đến nông nỗi này. Lời nói trên như cây dao găm vào trái tim đau đớn của bậc sinh thành. Vụ án như vết sẹo chưa thể lành trong xã hội Malaysia. Nó là một lời cảnh tỉnh cho mỗi gia đình, cho hệ thống giáo dục và cho cả những giá trị đạo đức đang bị lùng này. Có lẽ chúng ta cần nhiều hơn những nỗ lực để xây dựng một môi trường sống an toàn, tử tế hơn, nơi không còn chỗ cho bạo lực và sự vô cảm. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!